Hai Rui Quân chiến thành khiến fan không nhìn được cười trước độ siêu hoa mang. Sau bộ phim tài liệu về cuộc sống sự nghiệp lấy nhiều nước mắt của khán giả, Hai Rui Quân ra mắt vlog mới hài hước nhí nhố. Mặc dù bận rộn với công việc ca hát diễn xuất, Hai Rui Quân vẫn luôn dành thời gian nghỉ ngơi đi chơi cùng ông xã Chiến Thành. Đặc biệt, cả hai rất hợp nhau trong công việc ăn uống. Thậm chí, Chiến Thành và Hai Rui Quân không ngại ăn vỉa hè, dùng món ăn bình dân thay vì vào những nhà hàng sang trọng. Chính vì thế, nữ ca sĩ đã quyết định thực hiện vlog Hai Rui Quân siêu ham ăn để giới thiệu về ẩm thực Việt Nam tới khán giả trong nước và thế giới. Số vlog đầu tiên của Hai Rui Quân được thực hiện tại một quán hủ tiếu khá đặc biệt ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ngay phần mở đầu vlog, hai vợ chồng đã cùng đến tiệm hủ tiếu, cùng xem ông bà chủ nấu hủ tiếu và thưởng thức món ngon đặc biệt ở đây. Thông qua đoạn phim ngắn, khán giả được thấy cuộc sống hạnh phúc hòa hợp siêu đáng yêu của cặp đôi này và hiểu thêm về ẩm thực Việt. Harry cũng như lột xác sau bộ phim tài liệu về cuộc sống, sự nghiệp lấy nhiều nước mắt của khán giả. Harry vẫn giữ phong cách đáng yêu nhí nhố thường ngày, cô nàng vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Hàn chiêu đồ Chiến Thành. Cặp đôi cùng xem nấu một tô hủ tiếu ra sao. Chiến Thành không quên hướng dẫn mọi người ăn sao cho ngon nhất, chàng diễn viên hài thì không ngừng suýt xoa độ ngon của món hủ tiếu. Chiến Thành khen, nước nó ngọt vị nên, 7 x 7 bằng 49 ngày lần đó. Ngay sau khi ăn no hủ tiếu, cặp vợ chồng đáng yêu tiếp tục thưởng thức món bánh bao vỉa hè, cặp đôi thử ăn bánh bao. Sau 3 tiếng kể từ khi chính thức ra mắt, vlog đạt được hơn 100.000 lượt view. Đây là con số gây bất ngờ cho bản thân Harry và là động lực để cô phát triển nội dung của vlog này. Trước đó, kênh KBS1 đã chiếu về phim tài liệu kể về cuộc đời và sự nghiệp của Hai Rui Quân có thời lượng hơn 50 phút, được ghi hình ở Hàn Quốc và Việt Nam. Phim có sự xuất hiện của những người quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Harry. Vượt qua khó khăn thử thách, Harry đã có được thành công và hạnh phúc nhiều người mơ ước. Sau khi thực hiện vlog dạy tiếng Anh, đây là chủ đề tiếp theo mà Harry muốn phát triển kênh YouTube của mình. Mỗi vlog đều mang màu sắc và dấu ấn riêng biệt của Harry. Cô muốn thông qua kênh YouTube của mình có thể giới thiệu đến khán giả về văn hóa ẩm thực của Việt Nam và Hàn Quốc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!